Chào cả nhà, Mai đang có mặt tại Thẩm mỹ viện BB Boutique BB Thanh Mai. Và tại đây thì cũng rất hân hạnh đón tiếp rất là nhiều những nghệ sĩ. Hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với gương mặt cũng rất là quen thuộc, đó là ca sĩ Nico Lan Trinh. Xin chào em. Dạ, chào chị, xin chào các khán giả. Lan Trinh đang điều trị công nghệ trẻ hóa và đang điều trị được nửa mặt rồi. Và chị thấy đây là những cái shot cuối cùng. Rồi, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ mọi người đã thấy rồi, không biết là bên này với bên này khác nhau như thế nào không? Nhưng mà giờ chị mới được coi. Đó, như cái bọc mắt đó chị thấy, nên là cái phần mí mắt dưới đây nè. Khác hẳn luôn. Khác hẳn đó chị ha, nó sọp hẳn, nó không có bị bầu phồng như bên kia nữa. Đó, thích ha. Thích ha Trinh ha. Đó, thì cái này là tại vì như Trinh chia sẻ là Trinh rất là lăn tăn cái vấn đề này. Thành thử ra khi mà mình điều trị thì Trinh thấy, Trinh có thể Trinh ngước lên là em thấy chỗ này của em nó đã bớt hơn so với bên đây, nó tối hơn và nó lại còn còn nó có những cái bọng nữa. Rồi ngay cả cái da bên đây Trinh thấy là Trinh rờ, Trinh thấy nó xanh hơn như bên kia không? Dạ, bây giờ em cũng có cảm nhận được, cảm nhận là bây giờ nó rút lên đấy không? Đó, nó chạy lên mọi người ơi. Đó là Trinh rờ cái bên đây thử xem là Trinh có thấy là nó mềm hơn đúng không? Dạ. Nó mềm và tự cảm nhận là mình thấy bên đây nó cũng có săn chắc hơn. Đó, chị cảm ơn em đã đến tin tưởng chị này, đến đây ủng hộ chị và cũng làm đẹp và đồng thời thấy hiệu quả, cũng live stream chia sẻ cho mọi người. Đó. Chị cảm ơn em và bây giờ là mình tiếp cái người bên kia. Dạ, đúng rồi. Cho mình được đẹp đều ha. Dạ. Dạ. Rồi bye em. Bye mọi người. Bye. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình nó cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân, chính khách.